các bé phải học online thì em thấy cái việc này rất là cần thiết cho bé, giúp bé không bị ngắt quãng cái việc học của mình. Thời gian qua thì em nhận được những hỗ trợ lương thực thực phẩm, rau củ quả với lại máy tính bảng và phụ kiện tai nghe. Và em cũng thấy lớp tập huấn cho tụi em thêm kiến thức về để bảo vệ mắt và bảo vệ chính bản thân mình. Thời gian vừa rồi thì thấy dự án của thầy Phúc cũng như là các em ấy rất nhiệt tình với học sinh cầu hàng. Nói cái chuyện là máy tính bảng, cô không ngờ là mỗi đứa đồng hồ được 100% đấy, các em nào cũng có. Cô rất là cảm động, rất là vui khi mà được dự án này giúp đỡ như thế.